Tại sao phải xây dựng và phát triển đội nhóm? Tại sao ạ? Mình cảm thấy mình rất là may mắn. Bởi vì từ lúc nhỏ mình đã có một cái năng lực là mình kiến tạo ra những người leader từ con số 0. Đấy mà đấy là mình phải nói là gì ạ? Phải nói là cực kỳ may mắn, bởi vì được trời ban cho một cái năng lực mà sau này phải do rèn luyện nữa. Là mình có thể tạo ra những người leader từ con số 0, từ thỏ trắng đấy. Và tại sao phải xây dựng phát triển đội nhóm? Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều. Các anh chị biết là cơn ác mộng là gì không? Cái ông John C. Maxwell khi mình học ông bảo một câu là gì? Cơn ác mộng đối với tất cả chúng ta ở đây có là nó là gì ạ? Cơn ác mộng, anh chị biết là nó định nghĩa là như nào ạ? Cơn ác mộng nó định nghĩa là gì? Chúng ta có những giấc mơ cực kỳ lớn, rất tham vọng, nhưng chúng ta lại có một đội nhóm rất là tồi. Đấy gọi là cơn ác mộng, nightmare đấy. Một trong những người thay đổi của mình về cái xây dựng phát triển đội nhóm rất là nhiều mà đã đi theo mình đến bây giờ là khoảng hơn 12 năm, mà đó là những cái bài học của John C. Maxwell. Lãnh đạo 360, tinh hoa lãnh đạo, 21 nguyên tắc vàng của lãnh đạo, 21 phẩm chất vàng của lãnh đạo, 17 nguyên tắc làm việc nhóm, lãnh đạo cấp độ 5. Tất cả những cái thứ nó đi nó gần như là hần vào máu của mình rồi. Mà nhờ đấy mình bắt đầu mình mới rèn luyện được chính mình. Mình phải sửa mình rất là nhiều luôn. Ông ấy nói là cơn ác mộng sẽ bằng một gì? Bằng một gì? Một giấc mơ lớn cộng với một đội nhóm tồi. Đội nhóm là big dream nhưng mà gì ạ? Bad team. Và đấy là lý do chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ phải xây dựng đội nhóm. Chúng ta xây dựng đội nhóm, chúng ta sẽ có tác dụng gì? Thứ hai, chúng ta sẽ năng suất và chất lượng công việc đi lên này, tốc độ và hiệu quả công việc, tính sáng tạo và khả năng làm việc của các thành viên. Và cái việc chúng ta đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề được tốt hơn rất là nhiều. Nhiều góc nhìn, nhiều giải pháp, mức độ cam kết và chịu trách nhiệm quyết định nó được cao hơn rất là nhiều. Xây dựng phát triển đội nhóm. Ví dụ như bây giờ mình chia sẻ thật là ở trong các mảng, ví dụ như của Landmaster này, hay là của Lego này, hay một số cái mảng như Bingo này, rồi một số cái mảng mà liên quan mình đầu tư bất động sản, mình chia sẻ thật là gì? Nếu không có các bạn hỗ trợ mình không bao giờ mình làm được. Đấy đều chắc chắn. Không có các bạn hỗ trợ mình không bao giờ mình làm được. Bởi vì mình biết chắc chắn là vai trò mình ở đâu.